làm gì? Cái này làm gì? Hả? Chiên bánh xèo. Không thèm, nó dầm gì đó hả? Bầm mà. Bự. Sơ sơ hay gì mẹ? Thôi mấy xay. Bằng sơ sơ đi rồi là cái kia mang lại. Thành ổn. Bằng sơ sơ đi rồi lấy nhau mang lại. Đau nhé. Lấy búa dầm cho nó mềm. Xương nó cổ chết sao? Xương nó cổ chết sao? Tại vậy mới bầm nè. Sao hết nổi? Đọt. Ngủ gì hương quá. Ngủ gì hương quá.
Đổ vô. Thọt đi. Chín rồi đó. Gì? Chín rồi đó. Nấu nấm gì sao chín được? Gì? Bỏ nấm gì sao chín được?
Thank you.